Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình sẽ quay một video cần tay nha mọi người. Cần tay chỉ thu vào nó chỉ đoạn đoạn thế này thôi, nhưng mà nó rất là dài nha mọi người. Đấy, thế là mình sẽ quay từng con cho mọi người xem và lựa chọn. Đấy, mình dồn qua. Đấy, đầu tiên là con này. Đấy, nó chỉ có đoạn như thế này thôi. Trước tiên mình cho mọi người xem cái thông số luôn này. Nó vươn ra là dài 4m3 này, thu vào chỉ có 36cm thôi. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,6 ly, cân nặng 180g nha mọi người. Cân nặng của nó 180g. Đấy. Cái cần này thì cần phíp nha mọi người. Cần tay phíp. Hiệu gì đây thì giờ cũng không rõ nữa. Đấy. FRC cái gì đây. Cái này thì chắc là nội địa Nhật rồi. Đấy. Độc này, độc rất là mạnh. Đấy. Cái này ngoại hình của nó khoảng 90% nha mọi người. Mà màu sơn nó còn đẹp lắm. Này để tí mình tính lóng luôn nha mọi người chứ. Rất là dài, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tất cả 16 lóng nha mọi người. 16 lóng. Thông số thì như mình đã đưa rồi đấy. Cái này giá 200. Số 1 giá 200. Số 1 200 nha mọi người. Tiếp theo số 2. Đây. Tróc sơn nó hơi mẻ mẻ. Hơi mẻ mẻ thôi nha mọi người. Đoạn này thì không xin nhi. Đấy. Dài 4m1, thu vào 40cm, đường kính độc đỉnh là 0,74 ly, cân nặng là 220g. Cái cần tay chất liệu là phíp. Hãng gì thì chịu, có tay thì mình sẽ đưa Suzumi nha mọi người. Cái cần này Suzumi. Suzumi. Cái này thì chất liệu phíp, ngoại hình của nó khoảng cỡ 75%. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 lóng nha mọi người. Cái này 15 lóng. Rất là nhiều lóng. Đấy, 15 lóng tất cả. Giá 200. Đây, số 2. 200. Tiếp theo số 3. Và cái cần này mắc tem rồi. Mấy cái hãng gì đây. Nhưng mà đa phần những cái cần tay này toàn nội địa Nhật mọi người. Đa phần nội địa Nhật hết. Đấy. Cần này, cần tay dài 4m7, thu vào 39cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,6 ly, cân nặng là 260g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nha mọi người. Tất cả 17 lóng. Đấy. Cái này cây số, cái này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó thì khoảng gần 70% thôi. 65-70%. Cái này cây số 3, 160. Tiếp theo. Thứ tư, cái này. Này, chất liệu phíp nha mọi người.
bàn tay ở đây của mình chất liệu phí phách gì đây. Hình của cây này hình của cây này 80-85% ở đây nha mọi người. Đây, đọc này. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13. Có 13 lắm. Cái này dài 5m2, thu vào là 55cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,95 ly. Đấy. Cân nặng là 240g nha mọi người. Đây là cái số 4. Giá 220 nghìn. Đây. Cái số 5. Đấy. Kenshi gì đây. Đọc 2 3 4 5 6 7 8 9 9 lóng tất cả. Cần tay chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này thì 90% ở đây. Đấy, khá là đẹp. Đấy, cây này dài 2m7, thu vào là 40cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 110g. À, cây số 5, giá 160 nghìn. Nào, giá 160 nghìn nha mọi người. Số 6 là một cây cần đây. Tay, hiệu gì đây thì giờ không rõ nữa. Đấy. Cái này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình khoảng 75-80%. Đấy. Đọc của nó này. Cái đọc của nó hình như bị gãy một tí chỗ này thôi. Nha mọi người. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lóng tất cả. Dài 3m2, thu vào là 41cm, đường kính độc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 110g. Cái này cây số 6, 180. Số 6 180.000 nha mọi người. Theo số 7, cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người, cần tay có liệu là phíp. Ngoại hình cây này khoảng 85-90%. Đấy. Đọc của nó này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 lóng tất cả. 3m5, thu vào 48cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng 110g. Số 7, 160. Tiếp theo là cây cần số 8, hiệu của nó đây, chất liệu là phíp nha mọi người, cần tay, cây là cây Uban đây. Hiệu Uban gì đây. Chất liệu là phíp. Ngoại hình cây này khoảng 90-95% rồi đây nha mọi người.
à, rất là mới. Cần tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tất cả là 10 lóng. Cái này dài 4,3 m, thu vào là 55 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 210 g. Giá tiền cây này cây số 8 180. Tiếp theo là cây cần số 9. Này. Cần này chất liệu phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này khoảng cỡ 70%. Này. Nó hơi bị mẻ chỗ này á. Cái giống cuối này coi thử. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à, 10 lắm tất cả. Cây số 9 dài 4,3 m, thu vào 55 cm, đường kính đọc đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 9 150 nghìn, 150 nghìn nha mọi người. Tiếp theo một cây cần tay số 10. Đấy. Cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó thì khoảng 70-75%. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lóng. 10 lóng tất cả. Okay. Dài 4,3 m, thu vào 98 cm. Có 98 cm không? Nhầm rồi chứ. Sorry nha mọi người. Cái này thu vào 40 50, thu vào 55 cm nha mọi người. Thu cái này thu vào chỉ có 55 cm thôi. Thu vào 55 nha mọi người. Thu là 55 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng 180 g nha mọi người. Đấy. Cái này cây số 10. Số 10 120 nghìn. Đấy, số 10 120 nghìn. Số 11 là một cây cần tay tiếp theo. Đấy, video này toàn cần tay thôi nha mọi người. Cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó thì khoảng 65-70% được đây. Đấy, đọc này. Đọc này nó bị gãy một tí rồi này thôi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lắm tất cả nha mọi người. Cái cần này dài 4 m, thu vào là 55 cm, kính đọc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 160 g. Cái này số 11 130 nghìn. 11 130 nghìn. Số 12. Đây. Số 12 cái cần này. Đấy. Shimano nha mọi người. 12 là Shimano. Cần tay Shimano, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này khoảng
85%. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười giống rồi, mười lắm. Mười lắm. Này, cần này dài 4,3 m, thu vào 54 cm. Đường kính đặc đỉnh của nó là 0,9 ly. Cân nặng là 180 g. Giá 150 nghìn. Số 12 150 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 13 tiếp tục là một cái cần tay Shimano nha mọi người, chất liệu là phíp. Màn hình của cái cần này thì đây, nó chỗ này nó hơi bị xước nhiều một tí nhé, nhưng mà nước sơn thì vẫn còn ok đó. Màn hình của cây này thì tính khoảng cỡ 70-75%. Đây, đọc của nó này, mắt đầu này khó rút quá. Đây, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn, 8 đoạn tất cả các người, 8 lóng tất cả. Dài 3,6 m, thu vào là 55 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly. Cân nặng là 110 g. Số 13, 180 nghìn. 180 nghìn. Tiếp tục số 14. Số 14 là một cây cần tay này, còn có tay này đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của nó khoảng cỡ 70% này. Đọc của nó này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giống mọi người, có cả 10 lóng. Cài cần này thì nó lúc người ta cao xong người ta để nó mắc cát mà nó xước, phía trong nó hơi bị xước nha mọi người. Đấy. Đấy, cái cần này dài 4,3 m, thu vào là 56 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 0,8 ly. Cân nặng là 210 g. Cần này cài số 14, 140 nghìn. 140 nghìn nha mọi người. Cần số 15 cái cần này. Cái chỗ này cần Olympic nha mọi người. Olympic. Chỗ này người ta quấn keo cầm cho nó đỡ trượt thôi, chứ nó không có bị sao nha mọi người. Người ta quấn bằng keo chỗ này cầm cho nó đỡ trượt thôi, chứ nó không bị sao cả. Tay chất liệu là phíp, ngoại hình cây này khoảng cỡ 80-85% trở lên nhé. Đọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 lắm tất cả. Cần này dài 4,4 m, cân nặng 56 cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng là 210 g. Cái này cây số 15, 180 nghìn.
15 180 này, cái số 16 16 cái này đi. Đó. Cái cần tay hiệu của nó đây. Cái cái này đều nội địa nhập nhau rồi. Cái này chất liệu là phíp. À, ngoại hình của nó thì cái này chắc cũng 95% trở lên nhé. Rất là mới, bóng đẹp luôn. Cần này giống như cái cần showroom đó mọi người. Showroom nhưng mà chưa, giống như chưa dùng luôn. Đây. 1 đoạn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tất cả là 10. 10 lắm tất cả. Cái này dài 4,5 m, thu vào 58 cm. Đường kính mặt đỉnh của nó là 0,8 ly. Cân nặng là 220 g. Cái này cái số 16, giá 220. 220. Đấy. Tiếp theo cây số 17 này, cần tay Olympic. Cái này chắc liệu là phíp. Ngoại hình của nó thì khoảng 90 đến 95% trở lên. Rất là mới nha mọi người. Đấy. Đọc này. 1 2 3 4 5 6 7 7 cây, cả 7 lắm mọi người, 7 lắm. Cái cần này dài 4,1 m, thu vào 70 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,1 ly. Cân nặng là 200 g. Đây này cây số 17 giá 200 nghìn mọi người. Số 18 là một cái cần tay Olympic này. Okay. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này khoảng 85%. Một, hai, ba, 4 5 6 tất cả 6 lóng nha mọi người. 6 lóng. Cái này dài 4,3 m, thu vào 84 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 1,5 ly. Cân nặng là 210 g. Cái này cái số 18, 140 nghìn. Số 19. Số 19 là một cây cần trúc. Cần trúc ghép nha mọi người, cần trúc ghép. Cái này thì người ta quấn bằng keo. Này. Quấn bằng keo để này. Trúc ghép rất là nhiều đoạn nha mọi người. Đây. Cái này rút ra phải nhét vào đây. Cần rút mà chia ra từng khúc nha mọi người. Thế nó không phải là cần rút. Đấy, ghép từng khúc thế này. Xịn sò thích mắt lắm nha mọi người.
một đoạn này, mình tháo từng cái ra, hai đoạn này, ba đoạn này, bốn đoạn này, năm đoạn này, sáu đoạn này, bảy đoạn này, tám đoạn này, chín đoạn này, mười đoạn này, trời mười đoạn, một cây cần trúc mười đoạn. Ghép cái này thì rất là đơn giản, cứ chẵn ra đoạn, chẵn ra đoạn, chẵn đoạn lẻ ra đoạn lẻ là được nha mọi người, chẵn ra chẵn lẻ ra lẻ là được. Đấy. Ok. Cái đoạn chỗ này thì theo như nhìn qua keo này thì không bị nứt cái gì đâu nha mọi người, không bị nứt, chỉ có là người ta quấn người ta cầm cho nó khỏi trơn. Đấy, người ta quấn người ta cầm cho khỏi trơn nha mọi người, cầm ở đây, cầm kẹp nắp khỏi trơn. Đấy, cần là dài 4m8, thu vào là 57cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 180g. Đấy, cần trúc, nhưng mà cái đọc người ta phải làm đọc bằng thủy tinh nha mọi người, đọc bằng sợi thủy tinh. Đấy, chứ không thể đọc bằng ngọn trúc được, nó sẽ gãy. Đọc nó phải bằng sợi thủy tinh thì nó có độ dẻo dai, nó dùng được. Đấy, quay chưa ghi giá con này, mà con này con số 19 giá 200 nha mọi người, 19 giá 200, 19 200, 19 giá 200 nha mọi người. Để ra luôn. Tiếp theo cây cần số 20. Này, 20 cũng là một cây cần trúc mà ghép nha. Cần này thì nhìn có vẻ xịn sò đây. Cái đọc rồi này, lấy cái cây mình lấy cái đọc rồi chứ. Cao mà bác cần trúc ghép này ra rất là xịn sò nha mọi người. Đấy, dễ gì có được cây cần trúc ghép thì thôi, về rất nhiều, nhưng mà cần trúc ghép này rất là ít hiếm. Đấy, một đoạn này, hai đoạn này, ba đoạn này, bốn đoạn này,
5 đoạn này, 6 này, 7 này, 8 này, 8 đoạn tất cả. Cần rút 8 đoạn. Cần này dài 42, thu vào là 64 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly. Cân nặng là 160g nha mọi người. Cân nặng 160g. Đây là cái số 20. 20 180.000. 20 180.000 nha mọi người. Đấy. Rồi cái số 20 là cũng kết thúc những cây cần trong video này của mình rồi. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code cho mọi người, nhận hàng sẽ trả tiền, nhưng mà đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship. Và bắt buộc là khi nào mọi người nhận hàng á thì mọi người phải mở ra kiểm tra hàng xong rồi mới nhận nha mọi người, để tránh trường hợp bể gãy hay là sai sót gì. Đấy, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi với báo cho mình là bị này bị kia. Đấy là mình không giải quyết được nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.